đem ít đồ quá, bây giờ không có phối được gì hết trơn á. Đem gọn nhẹ quá nè, màu đen thì buồn quá. Bây giờ sao, cuối cùng là sao, tại sao bà bỏ đi rồi mà bà còn lại ở nhà của tôi? Màu xanh này có vẻ là dễ thương nè. Bây giờ bà có thể nói cụ thể, rõ ràng cho tôi biết được không? Biết vậy hôm bữa đã nói là đem cái đôi giày bốt theo, để có gì hay là phối mặc chứ quần sọt, mà không đem cái quần sọt họ luôn. Đem mấy cái đầm đem cho gọn nhẹ cho cố luôn, bây giờ cần không có cái nào. Giờ có trả lời tôi không? Hả? Giống gì? Hả? Tôi hỏi tại sao đi rồi mà còn quay lại? Ủa nói rồi mà. Bà nói nhưng mà nó không có đúng sự thật, tôi không có tin nó là sự thật. Thì tôi đi rồi nhưng mà tôi muốn quay về thôi. Nè ha, bà bớt xạo nha. Trong cái cách nói chuyện của bà, trong cái lời nói của bà nó rất là ấp úng. Nói chung là tôi không có tin được những gì bà vừa mới nói ra. Mệt ghê á. Rồi, bây giờ trình bày diễn giải luôn nè. Tôi đã đi rồi. Nhưng mà khi mà tôi đi rất xa, xa ơi là xa luôn, thì tôi mới chợt nhận ra một điều á, là mình không thể nào mà ra đi một cách như vậy được. Đúng không? Tôi đến nhà ông rất là vui vẻ, mọi người đón chào tôi, thì tôi mà ra đi á thì mọi người cũng phải mời tôi bữa cơm, ăn uống rồi tạm biệt tôi một cách đàng hoàng, đúng không? Tôi còn phải mở đường để sau này thí dụ mà có dịch bệnh hay là có một cái gì đó, hay thậm chí là cả gia đình tôi đi về đây nghỉ dưỡng cũng có nhà ông cho tôi ở, đỡ tốn tiền khách sạn, tôi phải tính hết tất cả mọi thứ, hiểu chưa? Nhưng mà tôi cảm thấy rất là áy náy ở trong tim của tôi, tại vì má ông đối xử với tôi rất là tốt. Tôi ra đi như vậy á, tự nhiên tôi cảm thấy tôi trở thành một cái người không tử tế, hiểu không? Cái chữ tử tế đây nó quan trọng lắm nha. Người ta hay nói một câu không cần bạn là một người tốt, nhưng mà cần bạn là một người tử tế. Tôi là Bảo Anh, hiểu chưa? Là tử tế đàng hoàng, dễ thương, dễ mến. Nói chung là tôi muốn là ngay từ đầu khi tôi đến, má ông thương, má ông quý tôi như thế nào, thì cái ngày tôi đi, má ông phải thương, phải quý tôi y chang, thậm chí là hơn nữa kìa. Nói chung là những gì bà vừa mới nói là không phải là sự thật. Ủa mắc mớ gì không phải là sự thật? Bực bội vừa phải nè, phải thôi nha. Nè, bà trả lại cho tôi coi. Cái điều gì đó, bà nói đúng sự thật tôi mới trả lại những cái bộ đồ này cho bà. Tôi đã nói với ông rồi, tôi nói đúng sự thật. Chứ ông nghĩ coi bây giờ, ông thử tưởng tượng rồi. Nếu mà ông nói cái này không phải là sự thật thì có cái gì là sự thật được? Ông tưởng tượng thử coi cái lý do gì, đúng không? Tôi không tưởng tượng ra được, tôi mới hỏi bà chứ. Ủa? Trời ơi, thì ông đã không nghĩ ra. Tôi đã nói cho ông cái lý do nó quá hợp lý. Quá hợp lý, ông thấy không? Bữa giờ tôi hả, tôi giúp ông, tôi làm banh chành cái nhà này luôn. Cuối cùng á, tôi không giúp được cho ông, mà cái ánh mắt mà hả, ba má ông nhìn tôi á, nó cũng vơi bớt đi phần nào rồi. Ủa sao mà được? Rồi lỡ như sau này ba má ông mà lúc mà tôi với ông không có thành nữa, mà tình cờ gặp lại, tự nhiên má ông nói: "Trời, con nhỏ này nè, hồi đó hả, nó thế này thế kia thế ghê lắm." Mang tiếng không? Mong sao được. Lỡ như thí dụ một cái nữa, nhà chồng tương lai của tôi ấy hả, không, thí dụ như là một cái ai đó quen biết tôi ấy, rồi hả, tình cờ gặp má ông cũng nói là con này hồi thứ nó vô nhà tôi nó quậy nó thế này thế kia, không được. Đó là gọi là sống lỗi, hiểu không? Trả đấy. Không nha, tôi vẫn không chấp nhận đó là sự thật. Tôi nghi ngờ có cái chuyện gì đó mờ ám trong cái chuyện này. Ê, bà là người luôn luôn đòi đi cho bằng được. Khi mà kế hoạch đã hoàn thành, bà đã ra khỏi nhà rồi, tại sao bà lại đùng đùng quay trở lại ngồi trong? Ê, hồi nãy giờ giải thích rồi, mệt rồi. Tôi không trả. Bây giờ trả không? Tôi không nói, tôi không trả. Trả đây, trả. Bác ơi! Cái gì? Kêu cái gì? Kêu con không có bù đắp được. Tôi... Kêu đi! Anh Vũ không phải là chơi thằng đâu. Anh Vũ là... Không có được, không có được thôi. Hả? Trời ơi, nè. Cái gì? Ê, coi Dũng. Trời ơi, sao con lại bị con... Sao con đè bạn gái con kỳ vậy? Ở bóp cổ nó la không được vậy? Đâu có gì đâu má, tụi con giỡn. Giỡn hả? Giỡn vui. Nè, nghe má nói nè, giỡn có mảnh bạo vậy, dù sao ta cũng là con gái, còn phòng riêng phải đóng cửa rồi con, không đóng mở cửa tan quát rồi ai đi ngang đi lại thấy hết trơn. Cái gì vậy? Thì bạn trai bạn gái có gì đâu mắc cỡ. Dạ, không có gì đâu, tụi con chỉ giỡn với nhau một chút thôi nè. Thôi chơi trò này con gái quá ha. Nghe nói không,
giỡn nhỏ nhỏ thôi không? Không có giỡn mạnh bạo nghe không? Dù sao ta cũng là con gái đó nghe không? Dạ, bác yên tâm đi, tụi con không có giỡn mạnh đâu. Bình thường con cũng liệm yếu đờ tơ lắm. Tự nhiên hồi nãy anh này tự nhiên giỡn mạnh quá. Thôi, có người có hai ba người đây đừng có tình tứ vậy. Rồi dạ. Xong chưa má? Hả? Rồi giờ xong chưa? Ừ xong rồi. Xong rồi đi về đi, đứng đây tính ngủ đây với người ta luôn hay chi? Trời quỷ thì dặn, nhớ đóng cửa lại, rồi để má đóng lại chặt. Hơi ồn nha. Xin lỗi nha, không có ồn nữa đâu. Ê, ôi trời ơi. Thấy chưa? Cái chuyện không? Mai mốt nha, không có được nói mấy cái chuyện này trong nhà này nghe chưa? Vậy nha, mai mốt nha, tôi nói cái gì là đừng có cãi nhà nhẽo nhẽo, không được giật đồ của tôi nữa nha. Sao đồng ý không? Tôi đồng ý, nhưng mà tôi vẫn chưa phục. Tôi vẫn nghi trong câu chuyện này có cái gì mờ ám. Đợi đó. Tất nhiên là phải mờ ám rồi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.